Thế nên chị em biết cái gì đây không ạ? Đây là khẩu trang nhá. Và hôm nay mình sẽ làm cái video này sẽ trả lời một số câu hỏi mà các chị em vẫn inbox hỏi với mình rằng là mùa dịch này các chị em sử dụng khẩu trang quá nhiều, cho nên là các chị em thường hay bị nổi mụn trên bề mặt da. Thì ở đây nguyên nhân gây ra nổi mụn trên bề mặt da không phải là do khẩu trang mà là do làn da của chúng ta là đang sử dụng khẩu trang nhạy cảm. Tại sao rất nhiều người cùng đeo khẩu trang cũng sử dụng khẩu trang liên tục mỗi ngày mà họ không bị nổi mụn? Bởi vì họ không có làn da nhạy cảm. Cho nên nếu các chị em sở hữu làn da nhạy cảm thì các chị em sẽ bị nổi mụn trên bề mặt da. Thì ở đây lời khuyên của mình dành cho các chị em bị nổi mụn khi chúng ta sử dụng khẩu trang nhé. Cái thứ nhất là chúng ta hãy cởi bỏ khẩu trang những cái lúc mà chúng ta tiếp xúc với người thân, người đông. Thì chúng ta đeo khẩu trang khi nào đó mà chúng ta có cơ hội mà không tiếp xúc với đông người thì chúng ta hãy tháo bỏ khẩu trang ra, hoặc là chúng ta lựa chọn chỗ nào không khóa khóa người này, không khí không khóa thì chúng ta tháo bỏ khẩu trang ra, bởi vì cái làn da của chúng ta sẽ phải thở nhé. Khi chúng ta đi khẩu trang vào thì thường là cái hơi thở để cho vi khuẩn không còn tích tụ trên mặt khẩu trang nữa, và nó sẽ không dính trên bề mặt của chúng ta để khiến cho làn da của chúng ta bị nổi mụn nhé. Thứ ba nữa là chúng ta hãy đeo khẩu trang trên làn da khô, da của chúng ta mới skincare xong này, hoặc da của chúng ta mới make ăn xong, hoặc da của chúng ta vừa dùng kem chống nắng xong thì vi khuẩn nó sẽ rất dễ xâm nhập và khiến cho làn da của chúng ta bị nổi mụn. Cái thứ tư nữa là mình khuyên chân tình với các chị em khi chúng ta kết thúc một ngày làm việc. Thì khi chúng ta về tới nhà, điều đầu tiên chúng ta hãy tháo bỏ lớp khẩu trang. Bởi vì sao? Chúng ta đi ngoài đường này, chúng ta tiếp xúc với nhiều người thì chúng ta hãy tháo bỏ lớp khẩu trang và vứt đi vào thùng rác. Nước tẩy trang dịu nhẹ để chúng ta tẩy đi những cái lớp dầu thừa trên bề mặt da, những cái lớp bụi bẩn, những cái lớp mà kem chống nắng, những cái lớp make up mà chúng ta nó chưa thẩm thấu trên bề mặt da của chúng ta. Thì để cho làn da của chúng ta được nghỉ ngơi, vào buổi tối thì chúng ta sẽ sử dụng tới chúng ta sẽ làm tới cái bước làm sạch da nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, và có câu hỏi gì thì các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn nha.